Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Esteban, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, ải khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn em. Yeah yeah. MD JPB. It's only right baby. Yeah. Why you mad? Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay anh em sao rồi anh em ơi? Hôm qua mới reset lại tuần mới, có thêm cầu thủ mới, đó là Messi. Có anh này là được Messi chưa? Hãy bình luận vui vui với anh em, chia sẻ cho anh em khác, hoặc là được có gì nữa ngon ngon đó cũng bình luận vui vui anh em. Rất là nhiều anh em gọi là gửi clip cho mình 3k gen mà ngon quá anh em ơi, thật sự ngon lắm anh em ơi. Rất là nhiều con ngon luôn, không được Messi nhưng mà được con khác anh em. Đó thì ok anh em, hôm nay thử coi mình vô này mình săn Messi coi như thế nào ha. Nói chung là mình mở bằng gen thôi anh em ơi, chứ không mở bằng Esteban nữa nha. Ok anh em, thì bây giờ mình vô ha, cửa hàng để xem có gói gì nào mà có Messi mình mở chơi chơi ha. Cái gói 3k gen nè, nó không có Messi anh em, nó chỉ có con Cannavaro và Zidane và Benzema thôi, là ô vòng 1.5 thôi, còn ngoài ra mấy bên kia là không có, thấy không, thấy không. Nhưng mà được cái là bên Lost Friday nè, Lost Friday à, gói 3k gen có nha nè, tổng hợp 3 tuần luôn, có rất nhiều những con 1.5 luôn, như con Zidane nè, Van Basten, Gullit nè, thấy chưa, Messi anh em thấy không, Ronaldo luôn anh em đấy, nhưng mà không phải dễ ăn đâu anh em ơi, tại vì cái bắt này là bán được anh em ơi nên hơi khó anh em. Thì ok anh em, hôm nay mình săn thì có được không ha. Bây giờ mở trước tiên là mở cái bắt 3k gen thì để xem như thế nào, có Ronaldo cũng được anh em, kệ nó, có Ronaldo để cũng đỡ nhưng mà cầu thôi chứ khó lắm. Đây anh em, đẩy vô rồi, thấy chưa, trời ơi, ôi dân gì đây, CM, ôi đều rồi, đều rồi, bán được khó ăn lắm em, giờ 95 luôn chưa, ôi chưa, mấy con mà bán được nó khó ra lắm. Để coi điểm như rồi, 2000 mấy rồi, khó lắm anh em ơi, mấy con mà ra Ronaldo Messi thôi là quá ngon luôn em, thật sự đó. Vô lên đó, vô luôn đó. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục gói 2k gen nha anh em ha. Gói này thì cũng như gói bên kia cũng có Messi và Ronaldo, nhưng mà cái bắt này thì không bán được nha anh em, kệ nó, mình phải tìm kiếm mình săn coi như nào. Tuần trước săn Ronaldo không được anh em ơi, tuần này săn Messi tiếp. Vô anh em, cái gói này tổng hợp tờ lưa nha anh em, tùm lum hết á, mấy con sự kiện kia cũng có nữa đó. Giờ để coi cái gì đây, quả bóng vàng thì ngon, đây đây, cơ hội nha, tại vì nhà nữa CDM đi, trời CB nó hát lên em ơi, trời tiêu một con CB nó hát mình quá trời luôn. CB 99 nè, ôi ơi không mình tin được em ơi, trời ơi, thôi mình tiếp thôi, mấy cái bắt gem bên đây hết rồi, mở cái miễn phí để cho nó lấy cái dớp giờ đi phim phim thêm rồi. Rồi hai phát đây xong, bây giờ tiếp tục cái phần đổ bạch ha, 3k gen nhưng mà không có Messi này mời, cái này không có Messi à, kệ nó, kiếm còn Zidane cũng được nè, Zidane cũng được, hay Benzema hay là Cannavaro, người Pháp là ngon nha anh em, người Pháp là Zidane với Benzema luôn đó. Đó nói chung ăn ủ được con 105 cũng được, vô nè, vô phát tiếp, vô phát thứ hai, quên phát thứ hai rồi, vô rồi. Thôi bây giờ để lâu 10 giây đi, kể lâu lâu để 10 giây để coi nó hên không. Đó, từ từ nha em, để từ từ thôi. Thật sự là từ đầu sự kiện quả ống vàng giờ mình chưa được con nào gọi là 103 luôn đó. Thật sự luôn, chưa được con nào 103 luôn. Con đèn này nói vậy luôn, đèn quá đèn luôn nè. Vô em, vô. Đây, để xem này có được độ không. Đó, đứt anh em ơi. Cam nữa, bây giờ đi. Chết con này nữa, nó ám nữa, không gốt nữa anh em ơi. Sao con gốt với con CB đứt chứ, nó con CB tại bên nhà nó ám hoài luôn em ơi. Trời ơi con gốt nữa. Trời ơi. Không một tin được em ơi. Tiếp tục coi, kiếm một bát phát nữa rồi, phát gen nữa rồi. Cả 4k gen nè. Phát này thì bán được nha anh em. Bán được mà không có Messi bị ghê chứ. Để mình kiếm còn cái 7500 coi. Cũng không có Messi luôn em ơi. Tiếp tục bên 15k gen coi. Cũng không có Messi luôn. Thôi bây giờ vậy đi, mình chơi cái gói 7500 nè, gen nè, đó để xem như nào, có hên không, bán được nha anh em, bắt đầu bán được nha, để tìm kiếm cơ hội coi. Hôm nay đi săn mà không thành công anh em ơi, không thành công rồi. Không có Messi cũng không có Zidane, không có Benzema gì hết luôn em. Đấy quả bóng vàng anh em ơi, cái gì đây, Cameroon hả, đừng nói GK nha, đòi cho xong rồi, Orana anh em ơi, không thành công rồi anh em ơi, không thành công.
Ôi con này trẻ lắm, chưa, trời có 15 em mà. Trời ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây quá hả? Thôi giờ mình trao đổi đi. Mình add chain phát anh em. Add chain một phát nữa. Đây, vô nè. Add chain một phát luôn. Mình cho con goat lên đường đi, nhiều quá nè, mấy con luôn nè. Kể nó chín chín chơi luôn em. Hai con nè. Trong cái add chain này á thì có Messi nha anh em. À, có Messi, mình vô làm bộ đi. Rồi mấy bữa nay đen quá anh em ơi. Ngày nào cũng mở cái mà đen quá. Ngày nào cũng mở đó. Ngày nào cũng mở mà sao đen dữ vậy trời. Ok anh em. Bây giờ làm một phát nha. Đây. Vô kiếm Messi. Cờ Argentina là lớp tiền. Vô anh em. Đó. Gì đây? Cờ Hà Lan anh em ơi. CB. Manchester United. Cái con đờ lứt. Hà Lan, trời ơi Hà Lan có, để coi Hà Lan có con nào Hà Lan mà sao nó là Hà Lan đó. Tuần này chỉ có con Raika, Raika, trời ơi, đúng không? Raika đâu rồi? Raika tuần trước rồi ta, tuần này ta. Ồ, tuần này có Raika nữa ơi. Raika tuần trước rồi, trời ơi, Hà Lan tuần này có con nào hết đó? Đúng đen luôn, đúng đen luôn chứ. Để coi con này, ai chơi tiếp không? Có con nào chơi không? Có nào tại 96 nè. 96 nè. Con nào bán không được mình chơi hết luôn nè. Dentiro nè. Dentiro 2, con Dentiro đó, chơi luôn nè, chơi luôn. Phải tìm kiếm lại cơ hội mới được. Rồi vô. Con nào bán không được mình cho vô hết luôn. Ê, mấy này trời, chết rồi. Dentiro mấy con nè. Cho luôn, Dentiro nhiều dữ vậy. Cam, thôi cho delete đi. Ok anh em, tiếp tục. Con nào bán không được mình cho vô, mình chơi tiếp anh em, mình chơi tiếp, mình tìm kiếm cơ hội coi như nào. Ok anh em, vô anh em. Làm phát nữa coi, tức quá rồi. Vô, đó. Trời ơi, xanh Messi mà không ra Messi nổi luôn rồi. Khó lắm, tại bên nhà là sẽ đem đi. Rồi sẽ về nữa. Há thiệt anh em ơi. Men đó, nó á mình thịt rồi anh em ơi. Thôi hết rồi. Thôi hết rồi. Để coi con nào còn cái gì để mình chơi nữa không. Mấy con pin sự mà. Còn mấy con pin sự mình chắc không dùng mấy con pin sự này đâu. Mình có 98 mà không có gì đâu, mình chơi tiếp nè. Mình phải chơi là khô máu. Khô máu AI luôn. Để coi con nào, chết rồi. Đây mấy con mấy con này còn nhiều, tao bắn được không ta. Con nào rẻ rẻ nên mình chơi, nào mắc quá không chơi. Hai em mấy không? Còn hai em mấy không? Nên ti đồ dưới lại con để cái gì mà em mình là exchange cho bên kia. Beckham mày cho mày stand mình được rồi nè. Eric Cantona nè. Mấy con này mình mua được anh em, không sao đâu, mình mua được. Kể là mình chơi luôn em, kể là chơi luôn. Đây. Con nào bán được đâu, mình vô bán được đâu. Mình làm một phát nữa nha anh em, một phát nữa đi. Mình phải lấy lại nè, lấy lại thể diện nè, lấy lại thể diện thôi. Như nào, vô nè, đấy, vô, đó, chơi luôn. Trời ơi, mình làm tới bến luôn nữa, mà chưa được cái gì ngon nữa. Tới bến luôn nè, tới bến luôn. Ấy, Hà Lan nữa em ơi, rồi xong phim anh em ơi. Ô, Hà Lan hai cái thành tích, trời ơi, thôi thua rồi, thôi. Thôi để ngày mai anh em ơi. Hôm nay là mình... là chơi hết cỡ rồi, vẫn không được cái gì hết. Hết cỡ luôn rồi. Để coi có cái gì cho mà bỏ tiếp cho anh em không. Có cái gì không ta. Chúng ta muốn rá thì cũng hết rồi, anh em hết rồi. Bây giờ chỉ còn có gen thôi. Bây giờ mình sẽ làm thêm một phát 4k gen coi. 4k gen em ơi, 4k gen đi. Để xem có hên không, lấy lại may mắn coi. Tiếp tục 4k gen đi. Chơi tiếp ra, 4k gen luôn, đỡ rồi. Bắt này bán được nha. Kiếm một con là bán được con ngon coi. Trên 100 là hắn được rồi. Ê Croatia. Rồi mà rồi xong phim anh em ơi. Xong phim rồi anh em ơi, 97. Rồi xong rồi. Thua rồi. Thôi để ngày mai chơi tiếp nè. Chơi như vậy đủ rồi. Quá đủ rồi. Ngày mai chơi ạc khác thôi. Ạc này hơi đen rồi. Ok nè. Thôi bây giờ mình xem clip của anh em đi. Lấy vía lại đi. Hôm nay cá đen nè. Ok nè. Vô clip đầu tiên. Như là đây. Đây. Để xem như thế nào đây. Đấy.
Hôm nay xanh Messi không thành công rồi. Khó lắm em. Nói chung vui vui thôi chứ khó lắm. Ê, Mahrez rồi, Mahrez rồi. Còn Mahrez cũng được nè, nói chung là vị trí RM thì ít ai xài nhưng mà ra 102 thì cũng tạm cho anh em được, nhưng chấp nhận được. Nói gì đây? Bakayoko nè, thấy không? Tiếp tục. Bakayoko nữa nè. Nhiều anh em gọi là còn Bakayoko cuối cùng á, mới là hên thôi nè. Mình còn nhiều gen quá. Nó không độ hay sao á? Thật sự nó không độ cái gì á. Tiếp nè, vô nè. Đây. Vô luôn. Đây, vô. Đấy. Để xem coi anh em như là đây. Xem clip của anh em ghiền đúng nha. Đã còn ngon không? Đấy, Pháp nè. LM nè. Icon nè. À, Biret, anh em Biret, đúng là Biret. Ngon rồi. Quá ngon rồi Biret anh em ơi. Quá ngon luôn. Ok anh em, tiếp cái gì đấy? À, thấy nhẹ con gì á. Như Bazzo anh em ơi. Như phát 10 lần á. Đúng rồi, Bazzo, đâu có Bazzo. Cái phát này là bán được cho nên à hôm nay nó mở cho anh em rồi đó. Mở 10 lần free bắt cái bên này nó mở cho anh em rồi đó. Nhưng mà chưa thấy Messi nè trong đó. Quá ngon rồi, 10 lần mà bán được đó chứ. Đấy thêm con Serer nó kìa, trời một hơn tỷ anh em, ngon quá trời anh em. Quá trời ngon luôn. Vô nè. Đấy. Người Pháp. CM. Do Zidane anh em, Zidane biết bác bán được không đây? À bán được anh em, Zidane bán được. Có gì ra? Rồi ưu đãi giới hạn 400 mấy kìa. Không được anh em, ngon. Tiếp tục nè. Đấy. Đây cái này là 103 là cao nhất. Như bảo vì nghề này mà ST. Như rút 3 anh em ơi, rút 3 đúng rồi. Bán được không? Không bán được anh em. Có gì đây? Có gì mà không bán được đây? Có gì? Để cho anh em xem thử coi. Chụp ngoài vậy. Có gì? Trời ơi, không cho coi. Có gì anh em? Không gọi lấy mày mặt lấy vế, mày mắn được rồi, lấy vế được rồi. Nhiều anh em quay clip mà dài xíu anh em. Quay ngắn quá. Mình nói hoài à. Quay ngắn, quay dài lên. Biết có gì chứ. Mà chị cô. Mà thật liêu. Có gì đây? À, con Vera. Rồi con Vera, 102, không bán được. Có gì ra cái này, con này trời. Để coi có gì vậy. À gói 2000 gen. Ý con này cũng được, tạm đây tạm được. Lắp vào đây. Ok tiếp tục. Gì đây? Có. Rồi gì? Brazil. RW. Ok. Ê Ronaldinho nè em. Lâu lắm mình thấy Ronaldinho nè. Mấy bữa nay mới thấy, giờ thấy Ronaldinho là khó ra ghê nè. Thật khó ra chứ. 2k gen luôn, ngon thật chứ. Quá ngon luôn. Tiếp luôn. Vô. Gì đây? Pháp là mà rồi Vires chứ, đây Vires tiếp hôm nay là hai anh em Vires luôn rồi, quá tuyệt vời anh em, quá tuyệt vời đấy. Ba cái gen nữa ngon, tiếp luôn. Gì đây? Đó có gì? Người Pháp nữa là mà đó, trời ơi, hôm nay Vires, hôm nay là gọi ngày của Vires, ngày của người Pháp này, quá trời anh em ơi đấy. Quá trời luôn, trời ơi. À mình quên đó, đúng rồi, hôm nay mặc áo Manchester United anh em, hèn chi ra Manchester không, ra đợt lít với Odena anh em, hèn chi nãy giờ mình quên em. Đúng rồi. Trời ơi, đúng rồi, ngon rồi. Rồi 104 kìa anh em ơi, ngon chưa, ngon chưa. Hiệp phụ anh em, ngon chưa, hiệp phụ chưa. Rồi, không biết mặc áo của Real Madrid anh em. Ra Benzema, hồi xưa đá Real Madrid, được. Chứ mặc áo, rồi mặc áo Manchester, trời ơi, hình như ra đợt lít với Odena. Nó không ra Bruno cho mình nữa là ngon rồi, đỡ chút xíu, trời ơi thích quá. Thế rồi, thì phụ là ngon rồi, vậy là ngon rồi. À, bắt này hả? 7 lần hả? À, 7 lần luôn hả? Vô luôn, ghê ta. Vô nè, có gì đây? Gì đây? Đó. Vô luôn. Cờ ra có mấy, cờ ra. Angelic, rồi bà. Ôi, con RM rồi, Andrei rồi, Meret rồi, con này bán được anh em, bán được mà hơi đen rồi. Con này bán ra rẻ lắm. Đấy, có trăm mấy rồi, ê, được con Aravet kìa, trăm mấy đấy kìa. Tính ra hai con cộng lại cũng được 300 em rồi, rồi. Cũng tạm được anh em, tạm được, không đến đâu nè, tạm được. Tiếp tục, à, gói này hấp dẫn nè. Gói này anh em, nó này hết rồi. Mở hết rồi. Nạp 5.000 Estebon được mở hết, rồi quá trời này luôn nè. Đây, người Đức. Cam. Mấy con gốt, mấy con mày con gốt nữa. À, con này với ghê, con đốt nó ám thật chứ nè. Tiếp luôn nè, gì đây?
để có cái may mắn hay không. Đó. Bảy thế rồi, bảy thua rồi. Hết tề, Lukaku rồi. Cả gì đây, nó nhiêu đây? 100. Ờ, này còn là Rally nữa kìa. Đây, tiếp tục. Để coi như là đây. Cái bắc này mình mở được con Lichigo nè. Lichigo, chậm đến 5 á. Đây, tôi được vào đây rồi. Thôi rồi, so red. Quá đen luôn. Tiếp. Vẫn có khúc cối nè, khúc cối hấp dẫn nè. Đây, khúc cối hấp dẫn này, coi như là đây. Đó, khúc cối hấp dẫn nè, đó. Này, khúc cối hấp dẫn quá vậy, trời ơi. Rồi, tôi rồi, tập lưu nữa. Bây giờ hơi nấp rồi, chăm rồi, xong rồi. Như còn một bắt nữa sao nhỉ? Hết rồi, hết rồi. Hơi đen rồi, hơi đen rồi, khúc cuối hấp dẫn em cuối cùng với con chăm. Đen rồi, gói vật phẩm nè. Cái này hình như là hỷ phụ. Được con gì đây? Hỷ phụ nè. Tây bên nha. ST. Hình như là Butcher Juno phải. Đúng rồi nè, đúng rồi. Quá tuyệt vời anh em ơi, cũng được anh em. Butcher Juno về được rồi. Hỷ phụ ra con này là ngon rồi. Tiếp luôn. Gì đây? Vô luôn. Đó. Bồ đâu nha. Làm ạ. Trời ơi. Mình thử bồ nha là tích lưu Ronaldo chứ anh em. Trời ơi, con này giờ này còn nó chơi. Trời ơi, con này. Đây cũng được, tạm được đi. Tiếp tục. Gì đây? Gì đây? Đó. Đúng rồi. Ở đây. Anh hả? CM à? Seven Gira hả? Đúng không? Gira không? Đúng luôn anh Gira anh em. Không được anh em, kệ nó. 103 là được rồi. Giờ 105 cao nhất, 103 là ok rồi. Và đã ok rồi. Đó, mình vẫn chưa được con 103 là sẽ kêu thật sự luôn. Vẫn chưa được luôn đó. Hết rồi anh em, hết rồi. Thì nói chung làm clip vui vui mỗi ngày cho anh em ha. Giải trí ha. Hôm nay mở bằng gen xanh Messi nó không được anh em. Còn bữa xanh Ronaldo cũng không được, hôm nay có Ronaldo muốn bữa xanh không được luôn. Hơi khó vậy nè. Gì đài cũng có nè, trời ơi. Không được con chanh là 2 nữa chứ, trời ơi. Thôi, lần sau làm lại tiếp, tội ai khác nè. Nói chung là gen là vẫn còn, để mở chơi video cho anh em ha. Thì nên thấy clip này hay, thì nhớ like share cho mình cho anh em. Còn là chưa đăng ký những kênh hộ mình nha. Cảm ơn em, chào anh em.